mình còn yêu, tại mình còn thương đôi mắt lạ thường, say đắm thẹn thùng em ngại ngùng. Ngày ấy yêu nhau giờ khóc xa nhau, nghèo lòng bấp chịu không đổi người. Quý vị thấy Ý Lan hôm nay mặc chiếc đầm có đẹp không ạ? Nếu như vậy thì hãy hòa chung với Ý Lan một vài câu nha. Vỗ tay theo nha. La 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 la. Em xinh, em vui, em tươi nhất đây đây. La 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 la. Em xinh, em kiêu vũ trong cuộc đời. Cảm ơn cô Ý Lan. Hôm nay cô mặc đẹp quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Thực ra thế này nè, em nằm giữa cái hay và không hay. Em phải nghiên cứu kỹ hơn nữa, tại vì có rất là nhiều những cái đặc trưng nữa mà em bỏ sót nhiều lắm. Cái đầu tiên anh phải nói em là cái sự sạch sẽ về phát âm. Có nghĩa là chữ nào chữ phát âm nó cũng rõ từng chữ một. Ví dụ như là tại em là tại mình tại em tại là tại mình còn yêu là em lướt qua không à, còn Ý Lan sẽ là tại mình cần nó cứ em hiểu không, nó cái chữ nào chữ đấy nó bén mà nó sạch mà nó rõ từng chữ một thì mới là Ý Lan được. Đó là một. Cái thứ hai là nó có những cái xử lý người ta gọi là phrasing, cái cách tách câu á, em tách câu không đúng. Xin âm nhạc tôi cho lại cái bài nãy tí đi, tôi thị phạm nhẹ cho em chút xíu cái đoạn này để nè. Mà nãy nè, em đi nè, em để ý nè, máy một lát sẽ bắt cận lại em đi là em đi vậy nè, nó có hồn. Ý Lan ra là đúng không, Ý Lan ra là chân phải về nè. Chiều về của anh hiu
tạm biệt người yêu, muốn nói thật nhiều. Ánh mắt ngại ngùng, ê ấp thẹn thùng, màu mắt sưng sưng, chiều bóng quay lưng, nghe lòng hấp hối. Đó, cái quan trọng là cái nghe lòng. Em hiểu không? Chị Lan không bao giờ hát là nghe lòng. Không, mà chỉ là nghe lòng. À, thấy không? Hấp hối trong tôi sắc ngủ mơ cười. À, ngủ nhưng mà mơ cười. Nào, thấy không? Phải để ý từng cái nhỏ đó mới ra được. Nhưng mà cô Ý Lan của Lạng dữ vậy luôn á hả Thành? Ừ. Của Lạng từ bên trái qua tới bên phải vậy hả? Trời ơi, tập trung chú ý đi chóng mặt đó. Trời ơi. Xin mời chị Thanh. Chị phát hiện ra được rồi. Là em mới điệu về hình thức thôi. Còn cái điệu trong nội tâm là em bị thiếu. Yeah. Tất cả mọi thứ của em bây giờ đang là bên ngoài hết. Bây giờ em sẽ nhấn sâu vào bên trong nữa là mới đúng là cô Ý Lan. Thật sự em là con trai cho nên hóa thân chị biết là khó lắm. Mỗi lần em điệu á, em ráng em hát để cái chữ lượn theo, chị thấy mệt cho em. Vì chị cảm giác là em giữ hơi thở nhiều, đúng không? Như vậy sẽ rất là mệt cho em. Chị không biết nói gì hơn là em cố gắng hơn nữa. Cố gắng hơn tại nữa. Tại vì nó đang thú vị, em hiểu không? Mọi người đang thích cái điều này. Và em chỉ cần mỗi một tuần em cho người ta thấy sự cố gắng thôi thì người ta đã cái nư người ta rồi. Chứ không thể yêu cầu em 100% để mà hát giống như chị Lan thì thật sự là một điều quá khó. Nhưng em chỉ cần cho người ta cảm nhận được cái linh hồn là thành công. Thực ra là như này, vì trung tính là cái phiên bản nam của ca sĩ Ý Lan. Đó đúng là một cái sự lựa chọn vô cùng là khó khăn. Hồi nãy giờ hai giám khảo đều nói em là chưa có cái chuyển tải được cái phần hồn ở phía bên trong. Thì không có phải rằng là em không có cái tâm hồn hay là không có thực sự yêu của Ý Lan đâu. Mà anh muốn giải nghĩa, bởi vì không yêu Ý Lan và không có tâm hồn thì không thể nào thể hiện được. Cái hồn ở đây đó là cái giải pháp về mặt kỹ thuật á. Để làm sao đó em có thể chuyển tải về cái giải pháp kỹ thuật đó trong cái giọng hát của mình á. Để nó thực sự là nó tốt hơn nữa. Cái mà hiện nay em đang có. Và anh chúc em may mắn. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn anh. Cảm ơn em rất nhiều. Đó, chào cái giống của Ý Lan để ban giám khảo tăng thêm bình chọn cho bạn đi nè. Ý Lan xin cảm ơn quý vị. Đúng rồi, phải thở nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bình chọn của ban giám khảo. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Chưa hoàn hảo thì dĩ nhiên phải chờ. Chờ. Xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Chờ. Chờ. Hãy lắng nghe chị Thành. Chị sẽ chọn em. Thật sự ra thì em là nam mà hóa thân nữ nó hơi khó cho em. Cho nên cái chọn của chị là cái chọn khích lệ tinh thần em. Cố gắng. Cảm ơn em. Vâng, xin mời em vào trong cùng với hội của Nhung. Tuấn Phương với ca khúc Mơ Hồ, hóa thân thành Bùi Anh Tuấn. Và xin mời ba vị giám khảo sẽ nhận xét cho tiết mục này. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Hôm nay hát lợi hại lắm đấy. Giờ khoan nói tới Bùi Anh Tuấn nha. Riêng bạn, nếu như bạn đi hát với cái giọng hát như thế này thì thật sự là quá tuyệt vời. Ông tụi ở đây ạ. Cái bài mà nốt cao nó treo liên tục mà hát chắc, nhịp nhàng, mọi thứ ngon lành. Thì nói với Bùi Anh Tuấn, lần này trong giọng bạn có Bùi Anh Tuấn nhiều hơn lần trước rất là nhiều. Rõ ràng là về bạn có nghiên cứu, rõ ràng một sự tiến bộ vượt bậc. Cái gì cũng vậy thôi. Khi mình nỗ lực thì mình phải có những cái phần thưởng riêng của mình thôi. Và rõ ràng là phần thưởng của bạn là ngày hôm nay, những tràng pháo tay cho mỗi một lần lên tông, cho mỗi một lần lên nốt cao của bạn, nó đã cho bạn thấy được cái sự phấn đấu của mình là hoàn toàn xứng đáng. Anh cười nay ạ. Anh hy vọng lần sau em có những cái thái độ của Bùi Anh Tuấn hơn là cái chỗ này nè. Thì khi mà giọng hát mình có rồi, mình phải bắt đầu để ý cái phần trình diễn. Tuấn hay gì nè, nó làm gì nữa cô, nó cứ làm gì nữa kiểu sợ cả thế giới vậy kiểu. Em hiểu không? Em hiểu không? Tuấn hay vậy. Yes, nó có cái gì nè, nó sẽ đẩy, nó sẽ đẩy mắt kiến không rớt, nó cũng đẩy nữa, cái gì nó cũng đẩy, nhớ không? Phải để ý những cái tiểu tiết đó của người ta để mình diễn. Tại vì khi mình hát nó hay, bài đang tình cảm, mình diễn cái người ta cười, hai cái cảm xúc nó sẽ bổ trợ cho nhau rất là nhiều. Trong cái cuộc thi này tôi đã nói rồi, một là phải hát giống tuyệt đối tuyệt vời, hai phải làm cho khán giả cười bởi những cái động tác của các ca sĩ. Đó là hai cái chìa khóa giúp tụi em thành công. Cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh. Trấn Thành khen em hết rồi nên chị sẽ không khen nữa. Bài hát này khó thật và em hát chị cũng nín thở theo em, quá là căng. Chính vì căng quá cho nên em mới thể hiện được chính em ở cái phần là hình thức của em thôi. Còn bài hát là của Bùi Anh Tuấn, em sẽ phải tìm một bài hát
không phải là bài khó nhất của người ta, mà bài hát nào mình dễ hóa thân nhất. Một cái lời khuyên rất là hay đấy, thật sự. Bây giờ em bị tập trung về tâm lý, về bài hát nhiều quá thì cái phong thái bên ngoài em sẽ bị bỏ quên. Mà phong thái đó chị nghĩ là em có thể làm được, không khó. Bởi vì em có những điểm cực kỳ tương đồng và đã là thuận lợi cho em rất là nhiều. Chúc em thành công. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn hai nghệ sĩ. Xin mời đại diện Hoàng Nhật Nam. Anh không đánh giá cao Tuấn Phương trong những vòng thi trước. Thật sự là vậy. Nhưng mà hôm nay là qua cái tiết mục này thì em đã làm anh thay đổi suy nghĩ. Wow. Bởi vì anh thấy cái nội lực trong em nhiều hơn. Bình thường thì em đã có một cái chất nào đó cũng một chút rất là lãng tử. Nó cũng là một cái mà thuận lợi khi em hóa thân thành Bùi Anh Tuấn. Nhưng mà cũng có một cái là cũng hơi là khó đó, để mà em hóa thân hoàn toàn. Chính xác. Bởi em đang bị giống như có một cái sự căng cứng đó, em chưa thoát khỏi cái tôi của chính mình. Chính xác. Và điều này anh có thể thấy được. Và anh thấy được nữa là cái sự cố gắng của em rất rất là nhiều trong cái ngày hôm nay. Và anh có cảm giác hôm nay là cái hôm mà cuối cùng em sẽ hát. Lúc đầu em cũng nghĩ là em sẽ hát, nếu như là không được thì thôi ạ. Nhưng mà nó thiếu một cái độ bay bổng. Hôm nay em bị căng thẳng cho nên là nó vẫn còn thiếu đâu đó cái điều đó. Nhưng mà cái điều này thì anh nghĩ rằng là vẫn có thể châm trước được, bởi vì chất giọng của em thì quá đẹp. Quá tuyệt vời. Vâng, như vậy là hôm nay thì ban giám khảo rất thích giọng hát và phần thể hiện của em. Chỉ hy vọng là em sẽ phải là một cách nhẹ nhàng hơn, giải phóng mình chính mình hơn, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là ban giám khảo sẽ lựa chọn cho bạn như thế nào. Hồi nãy thì Nguyễn Khang đã hỏi nghệ sĩ Trấn Thành trước rồi, cho nên bây giờ sẽ hỏi chị Phương Thanh trước. Chọn hay chờ? Mời chị. Chọn. Một chọn. Cảm ơn chị ạ. Tiếp theo, xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Đáng lẽ là chọn, nhưng mà thật sự ra này không may cho bạn là bạn là một trong những người thi đầu. Nên tôi muốn được xem nhiều hơn, biết đâu có những bạn khác cũng sẽ có phấn đấu như bạn để tuần này hoàn toàn lột xác thì sao. Nên hy vọng bạn sẽ chờ. Chờ. Như vậy chúng ta có một chọn, một chờ. Và bây giờ nói về nội tâm thì không ai qua được anh cả. Mời anh. Anh cũng đánh giá cao em hôm nay với những cái sự thay đổi rất là nhiều. Tuy cũng còn nhiều những cái vấn đề như đã góp ý, nhưng mà trái tim nội tâm của anh thì mách bảo rằng phải chọn em. Vâng. Thường mấy người nội tâm hay gặp nhau ở cùng tần số lắm, và họ sẽ có sự đồng cảm. Thành ơi đừng giật mình nữa Thành. Cái đó nó thành thương hiệu rồi. Tôi sợ nhất là cái vụ trái tim mách bảo rồi đó. Trái tim từ nội dặn tâm lòng. Phải có nội tâm nữa. Ôi, tôi nổi da gà nè. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chàng trai của chúng ta có hai chọn, một chờ. Mời bạn sẽ qua. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Mời chị Phương Thanh. Hôm nay em hát thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Có nhiều chỗ rất giống chị Phi Nhung, nhưng có nhiều chỗ không thể bằng được. Là vì em biết tại sao không? Tâm lý em thoải mái quá. Vì cái bài này em thấy thoải mái quá, cho nên nhiều chỗ em quên mất mình đang là Phi Nhung. Lâu lâu nó hơi phô nhẹ xíu em ạ. Lâu lâu quá mình phải ráng mình cảm âm lại một tí. Nhiều khi mình vui quá đó, mình ca cái bài này cưng nè, tâm hồn mình bay bồng bềnh á, cái nốt nó bay theo em hiểu không? Nhưng mà thật sự ra những cái nốt cao của em đắt giá lắm, càng về sau càng đắt là giá. Giống ha? Giống có nhiều chỗ em hơi gồng xíu mà lại giống. Giống cực kỳ. Em cảm ơn ạ. Nhưng mà lần sau là yêu cầu là phải có động tác diễn của Phi Nhung nhiều hơn nha. Hiện giờ là vẫn còn đang là Phi Nhung cơ bản, Phi Nhung quay MV. Em phải coi Phi Nhung diễn live, coi cái cách Phi Nhung giao lưu rồi cái thái độ băng sao, bà điệu lắm. Bà điệu kỳ lắm, tại vì bên trong bà đàn ông giống Phương Thanh. Mà cái làm điệu cái nó ngược ngược hiểu đúng không? Mới làm đúng điệu mình sẽ ghét lắm. Tức là trong ngoài không có liên quan gì đến nhau đó, nhưng mà rất là duyên. Nên em phải bắt chước cái đó. Tôi kể quý vị nghe, ai tôi cũng có chuyện kể trơn á. Mà cái này không phải nói xấu đâu đúng không? Không có nói xấu. Đúng rồi. Hồi đó qua Mỹ, lần đầu tiên anh biết rồi, Mỹ diễn có cuối tuần không, mà ngày đầu tuần nó chán muốn chết, đâu có làm cái gì đâu, cứ ngồi ở nhà chơi. Cái Nhung nói em, xin xin qua Mỹ gọi cho Nhung. Nhung dẫn xin đi chơi Universal. Là cái chỗ mà phim trường của Mỹ người ta quay phim rồi đó. Mà sang lắm nha anh. Lấy xe chở em ra tới Hollywood nha. Rồi xong rồi cái cho vô Universal chơi. Nhung mua 100+ đô một vé. Là cái loại vé không phải xếp hàng cái gì hết. Cái đi coi vui lắm. Cái tới giờ về gần mệt á. Nói Nhung ơi đi nè em mệt quá, em mua chai nước uống. Cái Nhung nói không, đừng có mua nước ở đây, nước đây không có ngon. Đi xuống dưới đi, tôi biết con chỗ bán nước ngon lắm. Tôi ngồi tôi suy nghĩ, ê Nhung, nước lọc mà cũng có ngon hay không ngon. Bà Nhung,
Cái bà nói nghe lời Nhung đi, nước lọc cũng có nhiều loại, nghe lời Nhung. Phải nghe lời. Phải nghe lời Nhung, ok, đừng cãi Nhung. Ok, nghe Nhung. Đi từ trên đi xuống, mà quý vị biết cái Universal của Mỹ nó đâu có nhỏ. Nghe cái chữ đi xuống thôi nha, chứ mà cầu thang đi gần, trời ơi muốn xỉu luôn. Xuống tới nơi, cái nói Nhung ơi, nước đâu? Cái bà Nhung Nhung nhớ nó đây mà ta. À, hiểu chưa, hiểu chưa? Rồi xong nhìn khác đi về. Về xong cái bả lái mới nói anh Huy là gì, có ông anh đó, ông anh họ nói anh Huy mệt, anh Huy nghỉ đi, đi Nhung lái cho, nãy anh Huy lên Huy chở rồi. Cái bả lái xin coi giùm Nhung cái GPS để nó chỉ đường về. Cái này ở Nhung lấy lên phải, hiểu rồi. Lấy lên phải đi, quẹo phải nè. Không, chỗ này chưa quẹo phải, cứ giữ lên trái đi, mình còn đi thẳng một cái ngã tư kia mới quẹo phải. Nó chỉ đây nè Nhung, nghe lời Nhung đi, Nhung biết mà, tin Nhung. Chạy cái vừa qua Nhung nhớ là đây mà. Sao sao có chỗ quẹo ta? Vậy là cái hồi nãy đó xìm. À, đó, hiểu chưa? Là bà Nhung là phải là bên trong với bên ngoài không liên quan, nghe chưa? Em phải làm ra cái điều đó nó mới vui. Nhưng mà em có thường hay coi những cái phần trình diễn live của chị Phi Nhung ở trên YouTube không? Dạ có ạ. À hả? Dạ. Thế em có để ý là chị Nhung chỉ có cái gì đặc biệt mà chị thường hay làm mà nó trở thành cái chữ ký của chị không? À, nói chung là chị có rất là nhiều cái thói quen. À. Trước khi lên sân khấu có thói quen là hay chỉnh áo dài nè. Hát xong phải giao lưu. Giao lưu nhẹ một tí. Nhung nghĩ là ai hát có hay không? Vậy đó, kiểu vậy đó. Tập thần thái của chị Phi Nhung là cũng phải tập nhiều đúng lần rồi, đúng không? Nói chung là cũng khó đó. Cũng khó đúng không em? Không phải dễ đâu, thấy vậy mà không phải vậy đâu. À hả, vâng. Dạ. À, xin mời phần nhận xét của anh Hoàng Nhật Nam. Khi mà em thể hiện cái ca khúc với cái sự hồn hậu của con người miền Tây, nó có cái sự vui tươi và hồ hởi, hân hoan trong tâm hồn. Nó thể hiện qua cái nụ cười của em. Nó có những cái sự cũng bỡ ngỡ với sân khấu, nhưng mà ở đâu đó em rất là hân hoan, vẫn có cái sự đáng yêu trong cái phần trình diễn này. Và hình như là hôm nay hát thì cũng có sáng hơn mọi sáng hôm hơn, thoải mái hơn, không nhiều. Có phải bị gò bó là như lần trước nữa, thì cái đó cũng là một cái điều đáng khích lệ. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn. Mà nhớ nha, lần sau là tôi yêu cầu là phải có cái nét mà giả bộ nhõng nhẽo của Phi Nhung nha. Bây giờ anh Thành nói cái mình thi phạm luôn đi. Đúng rồi, mình thử đi. Bà Nhung mà chuyên gia, bà giả bộ ngây thơ mà em biết gì á, kiểu đó. Rồi, bây giờ Phi Nhung giao lưu với khán giả nè. Quý vị ơi, quý vị có thấy gì rồi Nhung hát ai không ạ? À, quý vị có thể cho Nhung một tràng pháo tay được không ạ? Hay quá. Hay, giống quá. Bây giờ có muốn Nhung hát tương cổ không? Giống. Giống nha. Giống quá. Hát đi chị Nhung, 8.000 khán giả đang ở đây chờ đợi giọng chị hát quá. Nhung sẽ hát một cái câu tân cổ của bài hát mà Hờn Anh Giận Em á. Nhung hát đi, Nhung hát đi. Bây giờ Nhung hát nha. Nhung hát đi. Trời ơi. Trời ơi, tự nhiên hồi nãy cái bài nãy tôi chưa có phê mà sao giờ tôi mê Nhung quá Nhung ơi. Em kiếp anh sao cứ đi hoài đi mãi, thân gái son xanh mới lấy chồng đôi tháng mà phải có chiếc phòng không, đêm ngày mòn mỏi chờ đợi người đi biển biết mấy phương trời. Em ơi giống lắm nha, cũng giống. Rồi, cảm ơn Nhung. Tiết mục hồi nãy nha, đáng lẽ thi đầu chưa hoàn hảo phải chờ cho cái phần bonus này duyên dáng quá tặng liền chọn. Xin chúc mừng một chọn từ giám khảo Trấn Thành. Bây giờ mời chị Phương Thanh. Chờ. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chọn. Xin cảm ơn ạ. Mời Nhung qua bên đây, một tràng pháo tay cho Trúc Ly. Trong thơ nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm,
đã sống không thật gần ai và cách xa mọi người. Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ, vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa. Vốn sông đời tha phương ngọn gót bước và thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi. Đừng sống sống như hòn đá, sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn luôn băng giá. Vương sống như hòn đá vì tâm hồn đã xa băng. Come on, here we go. Yes. Quang chốc lại đổi thay, bầu trời buổi tối có biết bao sao đôi gối, nhưng có bao giờ hòn đá biết khóc như loài người. Vì đã không biết yêu và dường như không biết nhớ, vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa. Vốn sông đời tha phương mòn gót bước và thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi. Đừng sống sống như hòn đá, sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn mất bằng giá. Đừng hóa thân thành đá. Wow, here we go, lớn nữa lên, hey, come on, okay. Thân mình, tâm hồn luôn luôn bằng giá, đừng hóa thân thành đá. Đừng sống sống như hòn đá, sống như hòn đá, sống không một tình yêu, sống chỉ biết thân mình, tâm hồn luôn luôn bằng giá, đừng hóa thân thành đá vì tâm hồn đã giá bằng. Xin chúc mừng Xuân Đức với phần hóa thân thành cố nhạc sĩ ca sĩ Trần Lập. Có lẽ là với ca khúc rock này thì xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh. Thấy chị hơi đang đâm chiêu suy nghĩ đúng không ạ? Khi mà Đức hát đó là chị sẽ nhắm mắt lại để chị xem là có phải chị đang nghe Trần Lập hát hay không. Thì có, giống. Em giống về những cái nốt lên, những cái lúc hát điệp khúc lên rất giống anh Trần Lập. Cái độ căng có, nhưng mà cái lúc xuống em bị mỏng hơn. Cái cường độ hát của anh Lập á, rất là đều, chắc lắm. Cho nên cái phần xuống em hơi yếu hơn xíu, đúng không? Em công nhận và chị nói đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Giống 8, 9, 10 so với chị đó nhá. Các bạn hầu như là đang giống bên ngoài, bên ngoài nhiều hơn là bên trong. Trời ơi, đúng như những cái gì tụi đang định. Cái cốt lực bên trong của một cái người chiến binh, anh Trần Lập là một chiến binh. Cho nên khi cái hát của anh Lập ra nó bình tĩnh lắm, có cái lực lên ghê lắm. Có nghĩa là gì nè, em cũng come on, here we go, hey, chạy cái đó, cũng để chân lên loa này nọ, nhưng mà cái đó là em đang điều khiển em để em làm như vậy, nó không đến từ cái người đàn ông mạnh mẽ bên trong. Ví dụ như khi mà làm anh rất là thích là cái cách em trình diễn bài này, anh thích cái cách em cầm cái này, em kéo qua kéo lại này nọ, thấy không, em giật rồi em xử lý cái này nọ, nó rất là có cái để cho người ta coi. Nhưng mà thí dụ cái người mà người ta hát rock mà cái cách người ta lấy cái micro ra nó phải khác. Đó là giống như nó là lấy nè, không đó, lấy nè đó, đưa vô đó, hoặc người ta bỏ nó ra một bên đó, nó không thèm quan tâm tới nó luôn, không thiệt mà. Bây giờ người ta không quan tâm đấy nè, giảm đó, người ta làm vậy đúng không, và người ta hiểu tại sao người ta phải cắt cái này lên, tại vì tôi muốn hướng xa hơn các bạn và cái này nó chống để cho tôi gần các bạn hơn thôi. Thì có nghĩa là tất cả những động tác đó nó phải đến từ cái bên trong của mình. Còn hiện nay là em biết là em phải tới đây để em gác cái chân lên đây. Là em đã tính trước điều đó. Đó, rồi em tới đây, em tháo cái này ra. Thành em hiểu không? Nó không có đến từ cái nội tâm bên trong nên anh thấy là nó hơi thiếu cái gọi là... Nhìn thì động tác rất là nhiều nhưng mà nó thiếu cái sự tập trung. Là tại vì nó không đến từ cái nội tâm. Có phải một xíu bất cần đời nữa. Yes. Lạnh lùng nhưng mà dứt khoát nữa mới đúng. Em phải về em học cái bên trong á, cái nội lực bên trong á,
nó mới ra mới được, chứ còn hiện nay mọi cái nó đang vẫn là bên ngoài thôi. Thu hút tất cả bên ngoài bằng sự bình tĩnh nhất có thể và dứt khoát. Anh bảo đảm em, nếu em mang cái năng lượng của anh Lập, em đứng đây cũng chỉ mười mấy hai chục người này thôi, nhưng họ sẽ la như 10.000 người nếu em có cái cục năng lượng mà nãy với anh với chị Chanh nói. Dạ vâng ạ. Không sao cả. Cái mong đợi của các giám khảo là các em làm sao đó để thu phục và trái tim của mọi người ngồi ở đây và khán giả. Chọn lắm đó chứ. Vì ghế trống bên kia còn nhiều quá, phải làm sao đó để mà vào chọn ngay và ngồi thôi, để mà có thể chiến đấu với rất nhiều những thí sinh giỏi khác. Thì đúng là chúng ta cần phải nỗ lực nhiều nhiều hơn nữa. Nhưng mà anh cũng ghi nhận Đức ở hôm nay về cái sự khuấy động và học cũng rất là nhanh đó. Các em có quyền lựa chọn mình có làm được về cái phần diễn bên ngoài hay không, rồi mình vẫn có thể đảm bảo được cái phần vũ đạo hay là những cái phần về bên trong, chẳng hạn như là phần quan trọng nhất là về cái phần hát, mình có chắc nhịp hay là mình đảm bảo những cái phần thể hiện về chữ ký rõ nét của thần tượng hay không, là các em được quyền lựa chọn cái điều đó tùy vào cái năng lực của mình. Đây là một ván cờ rồi, thì chính các em phải là người lựa chọn cái điều đó để mà mình tỏa sáng. Rồi bây giờ trái tim nội tâm giúp em chọn hay chờ? Anh mong là em sẽ chờ. Vâng, cảm ơn anh. Nội tâm có suy nghĩ đó các bạn. Cũng phải cân nhắc, tại vì cái ghế đó ngồi nó phải xứng đáng hoàn toàn. Bây giờ hãy cùng xem coi nữ ca sĩ Phương Thanh sẽ lựa chọn. Chị muốn em chờ. Chờ hai chờ. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Chờ đợi là hạnh phúc em ạ. Chờ đợi là hạnh phúc. Mời em qua đây. Có chú chim non nhỏ nhỏ cất tiếng lưu lo như muôn ngò. Cuộc sống quanh ta tuy sao động như bầu trời xanh ươm ước mơ. Này chú chim ơi cho nhắn gửi lời hát tin yêu trong trái tim mọi người. Cuộc sống hôm nay tuy vất vả nhưng cuộc đời ơi ta mến thương. Ta đã nghe trong tim mình lời yêu thương đang rực rỡ. Ta đã nghe trong tim mình lời yêu thương của con người. Ta đã nghe trong tim mình lời yêu thương đang rực rỡ. Ta đã nghe trong tim mình lời yêu thương của con người. Chim non nhỏ nhỏ cất tiếng liêu lo như muốn ngỏ. Cuộc sống quanh ta tuy sao động như bầu trời xanh ươm ước mơ. Này chú chim ơi cho nhắn gửi lời hát tình yêu trong trái tim mọi người. Cuộc sống hôm nay tuy vất vả nhưng cuộc đời ơi ta mến thương.
Ngày mình yêu nhau hai bàn tay trắng cơ hàn, tình đẹp làm sao vui buồn cay đắng có nhau. 10 năm trôi qua một sương hai nắng chung lòng, tổ ấm đơn sơ nhưng tình yêu thiết tha. Rồi thời gian trôi êm đềm như nước xuôi dòng, người thầm mộng mơ xây tình nhung gấm xa hoa. Rồi người phụ tôi ra đi không nói một lời, để lại con thơ quên đi nghĩa tình phù thế. Trời hay quá. Đêm qua đêm ôm con dài khờ, đôi dòng lệ thắm sâu rơi. Thầm trách người đi ham chi cuộc sống kiếm tiền, hạnh phúc đơn bạn có cảm xúc luôn. Tôi tìm sao chẳng thấy, chỉ thấy xót xa khi con khờ hỏi mẹ đâu cha. Tình mộng đi em quay về bên mái gia đình. Hay quá em ơi. Rộng vòng tay ân tình anh đón chờ em. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình. Bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Hát hay quá. Đêm qua đêm ôm con dài khờ, đôi dòng lệ thắm sâu rơi. Thầm trách người đi ham chi cuộc sống kiếm tiền, hạnh phúc đơn sơ tôi tìm sao chẳng thấy. Chỉ thấy xót xa khi con khờ hỏi mẹ đâu cha. Tình mộng đi em quay về bên mái gia đình, mở rộng vòng tay ân tình anh đón chờ em. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình. Bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình. Bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc. Xin chúc mừng anh Ngọc Tuấn với phần thể hiện thành anh Mạnh Quỳnh. Xin mời anh Hoài Nhật Nam chia sẻ. Phần trình diễn vừa rồi của em, anh đánh giá là thành công. Anh nghĩ là cái giọng hát của em á, là cái mà có thể gây được cái thiện cảm với khán giả. Trước nhất, em đang hóa thân thành ca sĩ thần tượng Mạnh Quỳnh. Hóa rất giống và trong đó thì nó có cả cái phần hồn, cái phần tình trong đó. Và thấy được những cái cử chỉ, những cái hóa thân của em không phải là giả để cho giống nữa, mà giống như em đang nhập hồn vào trong cái bài hát này, mà mình cũng là một cái người trong cái câu chuyện đó và em đang đi kể, cho nên thấy nó rất là thật. Và nhờ em cũng có một cái gương mặt á, thật thà chất phác, cho nên là thể hiện những cái bài của anh Mạnh Quỳnh về cái cuộc sống đơn sơ, những cái cuộc sống của người nghèo, thì
nó lại càng ra hơn, nó lại càng cộng hưởng hơn. Và cũng khá là thú vị khi em có những cái phần diễn như một cái sự thẳng thốt, đúng không? Đi qua, đi lại và giống như mình đang mong chờ, hoặc là ai đó đã đi xa vắng rồi chẳng hạn, hoặc là mình đã trở về một cái nơi mà không còn gặp một cái người nào đó nữa. Đó thì những cái đoạn diễn nó rất là bất ngờ và cũng dễ thương, cũng hồn nhiên mà cũng ra nữa. Anh nghĩ rằng là đây là một phần trình diễn rất là thành công. Vâng. Chúc mừng em. Mang lại cảm xúc rất nhiều. Cảm ơn anh. Thật ra bài này bạn hát không hay. Thiệt. Bạn hát tuyệt vời. Trời, làm hết hồn. Cảm ơn anh ạ. Hoàn hảo như một ca sĩ chuyên nghiệp. Nếu bạn giữ cái phong độ và cái nội tâm và cái sự nghiêm túc ổn định như thế này thì nhiều đối thủ phải mệt với bạn. Dạ vâng, em cảm ơn rất nhiều. Vâng. Mà quan trọng như nè, các bạn thí sinh nên nhìn vào bạn này. Các bạn để ý là chúng ta chỉ làm cái bên ngoài của cái người nghệ sĩ đó và đôi khi là cái voice của họ, cái giọng của họ. Bạn này vừa làm được cái voice mà bạn này vừa làm được cái nội, cái thể gì, cái bên trong và cái cách xử lý chữ của cái người nghệ sĩ đó luôn. Có nghĩa là bạn nhắm mắt lại, bạn tưởng tượng bạn ấy là Mạnh Quỳnh luôn thì mới hát ra được cái kiểu như thế này. Thành thử ra tôi nghĩ là khi các bạn hóa thân á, các bạn phải tập cái cảm giác này nè. Khi mình hát, mình nhắm mắt lại, mình tưởng tượng mình phải là cái người đó luôn thì cái phần thi mình nó mới đạt được cái độ đỉnh cao được. Chứ chúng ta đừng có mang tâm lý là ra trình diễn. Hôm nay bạn đã bứt phá được, bạn đạt được qua cái cảnh giới đó. Chúc mừng bạn. Xin mời chị Thanh. Chào anh Mạnh Quỳnh. Nói gì nữa giờ khen hết rồi thì chào anh Mạnh Quỳnh. Bạn có nhiều lợi thế, giản dị mộc mạc, tình cảm tương đồng. Cái đó là cái lợi thế của bạn khi mà quá thân thành cái người mình yêu mến và có quá trình thời gian quá dài hát karaoke nhạc của idol. đúng không ta? Dạ vâng ạ, vâng ạ, chính xác ạ. Tức là bạn đã nhập tâm trước khi có cái chương trình này xảy ra. Đó là một cái duyên may mắn cho bạn nhất. Và chúc bạn giữ vững phong độ nha. Bởi chính cái phong độ hiện tại này của bạn, nếu nó không có sự thay đổi khủng khiếp hơn nữa thì bạn sẽ bị là dậm chân tại chỗ, lại phải trau dồi nhiều hơn nữa. Với phần nhận xét này thì thưa quý vị, mời ba nghệ sĩ cho chúng tôi biết là chọn hay chờ. 2, 3 Quẹo phải. Lặp lại. 2, 3 Quẹo phải. Dạ vâng rồi, em xin được cảm ơn hai chị ạ. Chẳng may anh đã chờ em đến khi lá bay. Anh đã nhiều lần bắt gặp mình trong gương. Chẳng hiểu vì sao đời mình mãi lao đao. Xuân đến rồi đi, ngày tàn nắng ấm. Em đến rồi đi, như cơn sóng ngầm. Anh đã một lần được biết yêu em. Để bây giờ, chỉ biết yêu em một mình. Trái tim ngốc tố, trái tim ngốc tố. Anh yêu em đến ngàn thu. Trái tim ngốc tố, trái tim ngốc tố. Anh yêu em đến ngàn thu. Đến bao giờ anh tự hỏi, đến bao giờ anh mới quen được em. Anh đã tìm em từ muôn kiếp trước. Anh đã gặp em
để cho xót thương. Nhưng dẫu ngàn lần, chắc ngàn lần phải khổ đau, anh xin bằng lòng cho anh được biết yêu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em đến ngàn thu. Xin chúc mừng Văn Chiêu. Cảm ơn các cô vũ công xinh đẹp của Vũ Đoàn U. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo cho Đan Nguyên vừa mới bị quấn chỉ. Anh Nam, anh có vẻ vui nha. Anh thấy là cái tiết mục vừa rồi á, nó có nhiều cái thú vị. Vì thể hiện cái trái tim ngục tù cho nên là có những cô gái cứ vây quanh. Nhưng mà anh chỉ tưởng tượng mà anh bị nhốt vô cùng với bốn cô như vậy thì ổn không anh? Nhốt anh luôn đi, nhốt anh luôn đi. Nhốt anh luôn hả? Nhốt nó không có được. Anh chỉ giỡn thôi. Anh không muốn nhốt vào trong đó chút nào hết. Vì anh dạ. là người có gia đình rồi. Trời ơi. Ôi ôi. Thật là gương mẫu. Vậy là đúng rồi. Đã được hay thiệt. Đan Nguyên hát thì cũng chỉ hát những cái bài trữ tình rất là buồn và bi sầu. Và chỉ đứng hát thôi. Và có một số cái động tác, cử chỉ hay là những cái diễn xuất về gương mặt rất là ít. Và trong cái bài này thì chúng ta thấy một cái Đan Nguyên khác qua cái sự hóa thân của Văn Chiêu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù, anh yêu em đến ngàn thu. Giờ nếu như mà là anh thì anh diễn cái khúc đó như thế nào? Bốn em đâu? Mời anh Nam nội tâm. Trời ơi. Thưa quý vị, đây phiên bản của trái tim nội tâm mà bị nhốt vào ngục nó sẽ khác rồi. Để coi. Xin mời anh. Xin mời anh Nam lại đây. Thưa quý vị, bây giờ đây chúng tôi mời quý vị sẽ bước vào phiên bản MV Trái Tim Ngục Tù, cảnh quay một lần một bắt đầu. Anh ơi, tôi đã đảo đạo diễn Hoàng Việt Nam lợi dụng thị phạm để ẩm cô vũ công. Anh có sợ là ví dụ bà xã ở nhà coi rồi thấy anh bồng bế cô này quay vòng vòng mấy chục vòng như vậy rồi không, chị sẽ cảm thấy là cô chị sẽ nhốt anh vô ngục tù thật sự không? Không, cái này chỉ là diễn thôi, và anh đã
sa chân vào cái tình huống này là cái lời đề nghị của Trấn Thành, của cô Phương Thanh, rồi của Nguyên Khang đã bắt anh làm cái này chứ anh không hề muốn chút nào. Thưa quý vị, đây là phiên bản cảnh một lần một với nam diễn viên chính của chúng tôi. Bây giờ cảnh một lần hai, xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Cho dừa, cho dừa. Chúc mừng Trấn Thành. Chuẩn bị là trói ra đi. Trói ra đi. Thưa quý vị, chúng tôi đang chuẩn bị cho cái MV sắp ra lò mới đây nên đã casting hai nam diễn viên chính. Và nam diễn viên chính đầu tiên đã thể hiện một cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Anh đã phá vỡ mọi giới hạn của một cái ngục tù để bế cô Vũ Công của chúng tôi lên với một khuôn mặt vô cùng hạnh phúc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nam diễn viên chính thứ hai của MV này. Cảnh một lần hai bắt đầu. Đây là một hoạt cảnh chứ không phải là một cuộc đánh ghen mà sao tôi có để ý. Mấy cái đứa này nó cố tình nó xé cổ tôi vậy à, sao vậy tụi em hờn giận gì anh? Có nó, giải cứu. Nó đánh ghen chanh ơi. Có giải cứu đàng hoàng. Cảm ơn chanh. Cảm ơn quá. Trời ơi trời, tôi chưa kịp diễn nó xé cổ đâu. Anh cũng có phần lên để anh rút bớt mấy cái này ra. Anh rút ra. À không, lộn, nhầm nè. Đây rồi. Tôi chưa thấy một cái chương trình nào như vậy. Cái này là không biết có ai dàn dựng gài bốn đứa này. Nhưng mà dù gì Thành cũng đã được chị Thanh như là Superwoman để lên giải luôn cứu giải thành cứu, công. Luôn giải cứu thành công. Hên là có chị 14 đây. Vâng thưa quý vị, một lần nữa một tràng pháo tay cho hai nam diễn viên chính của chúng ta cùng với lại siêu nữ anh hùng. Dạ, cảm ơn các bạn dễ thương. Trời ơi, vũ đoàn gì đâu mà đẹp quá. Cảm ơn Phương Thanh đã giải cứu tâm hùng. Nói chung là đàn ông nào mà dính vô mấy ưu nhện nhện là có Phương Thanh lên giải cứu liền. Bây giờ đây thì nhân tiện là thôi để cho Thành thở cái tí xíu thì em hỏi chị Phương Thanh, chị thấy Đan Nguyên Văn Chiêu như thế nào? Đan Nguyên có hai chữ, một chữ Đan và một chữ Nguyên. Thì hôm nay Văn Chiêu chỉ đạt được chữ Đan thôi. Bởi vì là mọi lần em hát chị thấy có Đan Nguyên trong đó, nhưng khi hôm nay em đổi bài hát này hoàn toàn chị không thấy một cái màu sắc rõ rệt và đặc sệt của Đan Nguyên. Chỉ có còn mại mại thôi. Cho nên hôm nay là một bước mạo hiểm và đầy nguy hiểm của Văn Chiêu. Đổi mới luôn là tốt, cho người này thấy được màu này màu kia ha của mình. Nhưng mà trước khi đổi mới chúng ta phải phân tích để làm cái đổi mới đó nó có hiệu quả. Có nghĩa là khi bạn đổi mới là bạn phải thật sự làm cho cái đổi mới đó nó đã. Chứ nguy hiểm lắm. Vừa rồi thì hơi chưa giống lắm. Không sao cả, đây là một cái sự trải nghiệm đúng không? Bây giờ chờ đợi cái kết quả của ban giám khảo như thế nào để xem coi mình có qua với hội cô Nhung hay không. Xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh cho biết quyết định của chị chờ hay chọn. Chị sẽ bổ sung em về đội cô Nhung. Hội cô Nhung. Về đội cô Nhung. Xin mời anh Nam. Chờ. Chờ. Mà xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Tôi thấy là hiện nay trên sân khấu là bốn cái ghế nó đều lắp đầy rồi. Hết ghế rồi. Thì bây giờ để có chỗ ngồi chứ. Có một trường hợp là anh Nam đã chọn và chị Chanh đã chọn. Chỉ có mỗi tôi là tôi muốn chờ để xem thêm. Thì bây giờ tôi thấy rằng là đã đến lúc thuyết phục và cho bạn ấy một cơ hội. Bởi vì bạn ấy xứng đáng. Đó là phần bạn Tuấn Phương thể hiện ca sĩ Quỳnh Tuấn. Tôi sửa phiếu của tôi thành phiếu chọn để giúp bạn ấy qua đây. Xin chúc mừng Tuấn Phương. Xin mời Tuấn Phương bước ra đây. Thưa quý vị, như vậy là với 3 phiếu chọn của ban giám khảo, Tuấn Phương là người mở hàng cho khu vực điều hưu vắng vẻ bên kia. Rồi xin mời bạn qua kia ngồi trước cho nắm ghế. Trống ghế rồi. Vô ngồi đi, cái chỗ đó quen. Xin mời Văn Chiêu vào ghế của mình. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc
Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc với phần thể hiện của Vĩnh Phúc hóa thân thành nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Và cũng xin được cảm ơn Vũ Công Kim Anh đã hỗ trợ cho tiết mục này. Xin mời phần nhận xét của các vị giám khảo. Xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Khang, sao có mặt em đi ra thấy kỳ vậy Khang? Kỳ là sao anh? Tâm ý lý anh là kỳ sao? Kỳ có nhiều cấp độ. Kỳ kiểu mì thỏa mãn vì 7. Đã cướp được bồ của ông này vậy. Kỳ hả? Vì ấy nấy khi mà lỡ tay cướp bồ của ông này. Kỳ bởi vì đơn giản là kỳ thôi. Thì bây giờ anh cảm cho em biết là cấp độ của anh là cấp độ nào. Nói chung nó kỳ lắm. Thì anh chỉ chọc Khang một chút xíu thôi, cho lâu rồi mình cũng không có chọc Khang ha. Có gì để chọc đâu anh. Em là một hình mẫu hoàn vậy hảo hả? Mà cho gì nữa. Nói không đó, cái đó nó mới kỳ đó. Rồi xin mời tiếp lời. Quay trở lại với em về cái phần diễn thì anh nghĩ rằng là với cái người không chuyên như em thì những cái lọng cộng trước đó cũng đã được em chế ngự và cũng như em cũng đã kiểm soát tốt hơn. Còn cái phần ca thì những cái ngân rung ở cái phần đuôi á thì anh nghe rất là giống. Và hôm nay thì qua sự thể hiện của em một bác tài nhưng mà anh nghĩ rằng là rất là tốt. Đối với anh thì anh cảm thấy rất hài lòng. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Xin mời chị Thanh. Với bài hát này thì chị nghe vẫn ra được Ưng Hoàng Phúc. Nhưng hôm nay cái bài hát này em bị lộ yếu điểm. Hát bị lọng cộng nhịp, bị bẹt chữ. Hát là câu đầu đi nè, bạn hát câu đầu nè. Mưa rồi mưa dù đêm buồn. Đó nè. Thí dụ mưa rồi đêm. Cái miệng nó lại tí. Đừng có bẹt ngang cái miệng quá. Gọn lại tí, thử lại. 2, 3. Mưa rồi mưa hát dù đêm buồn. Đó, nó đỡ hơn liền. Chỉ còn chỉnh chút xíu là được. Chút xíu nữa thì sẽ hay hơn nhiều. Dạ, yeah, chỉ vậy thôi. Thời hôm nay đơn giản là đừng bẹt quá và nhịp phải chắc một xíu. Vì lọng cộng á, một hồi là sẽ bị rụng nhịp rồi. Bắt đầu tiếng hát nó sẽ bị rơi. Nó bị bẹt ra, nó sẽ không gom lại được. Và nó sẽ bị mất hơi. Cho nên cái may mà cái ngân giữ được. Cho dù là khi mà hát bị trật nhịp mà cái ngân cuối cùng á vẫn giữ được cái đó cũng đúng, cũng hay đó. Ngân đó cũng hay đó. Mà cái anh này anh giải trí lắm kìa. Có cái gì đó rất là chân thật, rất là giải trí, dễ chịu lắm. Cảm ơn anh. Cái bài này thì tái hiện lại cái cảnh trong cái MV mà hồi trước Ưng Hoàng Phúc đã thực hiện ở nước ngoài. Và hồi đó là hay có trào lưu là cứ đi quay ở nước ngoài và cứ quay đi trên phố hay là đi trong công viên. Và đây là cái cảnh hai người cũng ngồi trong một cái quán cà phê thật ở châu Âu đó và tái hiện lại. Mùa này mà đi châu Âu quay MV cũng hơi khó. Ông thấy hả? Ông thấy cái background hả? Ế quá trời, quán cà phê xếp dù lại hết đâu quá à. Bây giờ, một là bạn sẽ qua với hội chọn, hai là bạn qua hội chờ. Mà qua với hội chờ có nghĩa là một người sẽ qua với hội chọn. Bạn muốn đi đâu? Bạn muốn đi đâu? Dạ, chắc em cũng như mấy bạn, em cũng thích qua bên đây. Một phút kia thương quá. Dạ rồi, xin mời ban giám khảo. Đầu tiên xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Chúng tôi chắc là sẽ hội ý lại một tí. Hội ý trường hợp nhỏ này xíu. Nên bạn tạm chờ vậy. Xin mời cô Chanh. Hai chờ. Xin mời anh Nam. Anh chọn. Một chọn, hai chờ. Bây giờ ghế đã hết ở khu vực này. Đang có 4 gương mặt: Trúc Ly, Văn Chiêu, Trung Tính và Xuân Đức. Ban giám khảo sẽ là người quyết định ai để vào vị trí của chiếc ghế kia. Bây giờ trước tiên chắc mời Nhung ra đi. Nhung là người có một chờ thôi. Bây giờ chỉ có cô Chanh thôi. Thì không biết là Chanh có chọn Nhung hay không. Xét theo tình hình giống nhất của ngày hôm nay thì chị sẽ thay đổi ý định. Bởi vì cũng khá là tốt trong những phần còn lại. Cho nên chị sẽ thay đổi thành phiếu chọn. Xin chúc mừng Trúc Ly. Phi Nhung đã về với Mạnh Quỳnh. về đi em. Qua kia. Dạ. Yeah. Em tạm thời qua đi ngồi. I love you. Người anh luôn luôn mong nhớ. Cause I really really need you. Đừng làm tan đi hết những yêu thương mộng mơ. Really really love you. Người anh luôn luôn mong nhớ. Thưa quý vị, đó chính là quân sự hóa thân thành nam ca sĩ Nhu Phước Thịnh. Cảm ơn Vũ Đoàn Ô. Trời ơi, hôm nay đã có tiến bộ trong phần nhảy của mình rồi đúng không em? Dạ vâng. Tập bao lâu rồi?
À, cũng một thời gian dài. Một thời gian dài đúng không ạ? Vâng. Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Really Love You. Và bây giờ chúng tôi xin mời ban giám khảo nhận xét cho Quân Sự. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Nói chung là thật sự ra em diễn thì người ta cũng really love you đấy. Rất là đáng yêu. À, tất cả những cái điều mà bạn làm trên sân khấu là nó đều là thật cả. Coi nó dễ chịu lắm. À, nó có cái buồn cười của cái sự là cố tình tỏ ra mình ngon lắm. Nhưng mà đúng không? Nó có cái buồn cười của cái điều đó là cố tình tỏ ra mình ngon lắm, nhưng mà lâu lâu nhớ lại là ý hình như mình không ngon như cách mình đang thể hiện. Đúng không? Lâu lâu nó có cái gọi là chợt nhớ và gọi là nhận ra. Thì cái đó nó đều đáng yêu cả bạn ạ. Tại cái đó là những loại năng lượng nó rất là hay. Nghệ sĩ thì cần những cái năng lượng ngây thơ như vậy để mọi thứ nó fresh đó mà. Cái thứ hai là hôm nay hát có vẻ giống Nu hơn lần trước nhiều. Thế nhưng vì tập trung vô nhảy và cả thái độ thể hiện này nọ nên chữ nó bắt đầu nó phát âm đều sạch. Nu là hát cái chữ cuối nó phải hơi, nó phải có cái độ ngân và độ rung. Vâng ạ. Nhưng mà hôm nay thì bộ vó có vẻ ngon lành ha, ra rồi thể hiện được, nhìn cưng lắm. Nói chung là ít nhiều gì tôi thấy cái này nó tôi cưng và tôi thích cái phần trình diễn này. Có đầu tư, có nghiên cứu và có tiến bộ. Mời nghệ sĩ Trấn Thành. Mời chị Thanh. À, cái tuần này em rất là khéo léo khi lựa chọn bộ trang phục cũng giống Nu Phước Thịnh, để cho một cái hình thức bên ngoài mình nó cũng bắt đầu giống dần. Tay cầm mic bắt đầu là nháy nháy đúng không? từng chi tiết rất nhỏ. Phước Thịnh cũng hay vẹt áo vào một bên đúng không? Đúng yeah, không? Dạ dạ dạ. Và yeah. Đứng á, không bao giờ đứng thẳng nhiều mà hay có cái vụ mà đứng nghiêng 45 độ như nè. Đó. Đó. Đó, nó có cái vụ mà ngộ lắm, tôi cũng biết đạp cái gì thế này. Cái đó là em chưa làm được. Chị nghe hát thì chị thấy được có nét giống nhưng mà chưa hẳn. Đi cần đi sâu vào nữa và nghiên cứu những cái này anh Thành chỉ em rất là có lợi cho em. Rung. Rung rồi cái chữ nhấn chữ nhiều khi nó cũng có điệu trong đó nữa. Và tuần này chị thấy em hát thoải mái không rung. Chúc em ngồi vào ghế chọn. Dạ vâng, nha. Em cảm ơn chị ạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ xin mời đạo diễn Mau Thiên Thanh. Sao cô Thanh nhìn sang? Sao nhìn cái chữ Thiên Thanh nó hết hồn luôn. Người đàn ông mặc bộ áo màu Thiên Thanh ngồi cạnh một người phụ nữ xinh đẹp tên Phương Thanh xin được nhận xét như sau. Wow. Thiên rất là có tâm. Wow, thánh thơ đã nhập lại rồi, mời anh. Quân Sự thì không phải là một cái người mà chuyên về gọi là nhảy. Chẳng hạn như là thí sinh Hoàng Lâm hình như là mùa 1. Thì Hoàng Lâm là có cái lợi thế đó, bạn đó là một dancer và có cái chất giọng nữa, cho nên là những cái động tác vũ đạo bạn đó làm rất rất là hút và bắt mắt. Đối với Quân Sự thì vất vả hơn vì em không có quen. Anh có quan sát cái quá trình tập luyện của Quân Sự thì anh thấy là cũng có tiến bộ. Và từ hôm tối hôm qua và đến hôm nay diễn thì cũng đã là một cái một trời một vực rồi. Và những cái ánh mắt nhìn hay là để giao lưu với mọi người, dĩ nhiên là để có cái ánh mắt sắc và cũng như là thu hút như Nu thì chắc chắn là mình cần một khoảng thời gian rồi. Nhưng mà điều anh nghĩ rằng là em đã có cái sự tương tác đó. Anh nghĩ rằng là đó là những cái điều mà do mình cần phải có nhiều kinh nghiệm thêm với là cái thời gian thêm thì chắc chắn sẽ có một cái cuộc lột xác nữa. Cảm ơn em. Dạ, tội nghiệp bé. Trời nóng gần chết mà mặc áo len nỉ à. Dạ, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi xem coi là ba vị giám khảo sẽ chọn em như thế nào. Đầu tiên, xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Có tiến bộ nhiều, nhưng mà cần phải nét hơn nữa. Dĩ nhiên là vì chưa hoàn hảo nên phải đợi em ạ. Phải chờ, phải đợi. Vâng, một chờ. Xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh. Hai chờ. Bây giờ nó hai chờ rồi, có nghĩa là chúng ta đã biết là chúng ta qua khu vực nào đúng không ạ? Tuy nhiên hãy lắng nghe chia sẻ của đạo diễn nội tâm. Anh thì anh muốn khích lệ em bằng chọn như một sự khích lệ cho những người đầu tiên. Chúc em may mắn. Chưa rồi anh ạ. Để anh tiễn em về vị trí của em nha.
biển hát bay trên hàng phố bên phương. Chiều đông đưa những bước chân đầu mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời không, còn ai giữa mênh mông đời mình nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi, rồi trời mưa gió biết ai vụ về. Bàn tay nào đưa em trong lòng vui, bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng yêu phiền em quên. Tình trong cơn ngủ mê rồi vai trên hàng mi, chợt khi mình nhớ về mộng thanh mây bay đi, còn gì trên đôi tay nên thầm hơn dối mình cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn ối trên môi, giống à. Lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nuôi chú đêm vui ngày đầu cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. Giống hết tương tiên giống rồi. Tình trong cơn ngủ mê rồi phai trên hàng mi, chợt khi mình nhớ về mộng thanh mây bay đi, còn gì trên đôi tay nên thầm hơn dỗi mình cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn ối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nuôi chú đêm vui ngày đầu cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. Để lỡ ngày sau khi ta gần nhau, còn nuôi chú đêm vui ngày đầu cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. Xin chúc mừng anh Bảo Toàn với ca khúc Xin Còn Gọi Tên Nhau. Và xin mời các giám khảo nhận xét ạ. Hôm nay anh tiến bộ rất là nhiều. Đầu tiên là trời cho anh cái âm sắc á, cái màu giọng, cái voice nó đã giống như là anh Tuấn rồi. Đó là cái lực thuận lợi của anh rất là lớn. Tôi để ý là nó có những cái mà thế này, xong rồi ngửa ra một tí rồi nhớ nhấn cái mặt ra phía trước, có những cái động tác rất là giống, rồi cái kéo cuối để cầm cái micro và rất là giống, giống lắm. Nói chung là về động tác là rất là thuyết phục luôn á. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là
cái phrasing, coi là cái cách mà anh tách câu nó bắt đầu ổn hơn lần trước rất là nhiều rồi. Nó vào khuôn, vào nếp. Thế nhưng nó vẫn bị một cái phạm vi an toàn anh ạ. Lâu lâu Tuấn Ngọc anh phá cách, nhưng mà mình phải nhớ được cái vụ phá cách đó của anh. Cái tiếp là anh nên nhớ là cái này rất quan trọng. Anh phải phát âm rõ hơn nữa. Mặc dù hôm nay là anh đã phát âm rõ hơn lần trước nhiều chữ rất hơi là nhiều. Đúng không? Anh hát xuất sắc mọi thứ. Đáng lẽ nó phải wow lên, nhưng nó chưa wow là do người ta không nghe rõ anh hát cái gì. Cô chúc anh thành công. Anh là người có tiềm năng nhiều. Cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời ca sĩ Phương Thanh. Mỗi một ca sĩ họ có những bài hát rất là nổi trội. Và đây là một trong những bài hát nhận biết ra rõ nhất của anh Tuấn Ngọc. Và đã có một lựa chọn rất là chính xác với bài hát này. Dạ. Yeah. Để mình có cái đất phô diễn. Đất phô diễn cái màu sắc rõ nhất về cái idol mà mình thể hiện. Đó là một cái điều đáng khen thưởng của anh ha. Thứ hai nữa là có những cái âm đuôi câu á của anh Tuấn Ngọc rất là rền, rất là rõ, thì anh phải ngân thêm một xíu nữa. Có những cái bị cắt ngang, cho nên nó cũng không được đúng lắm. Cho nên ráng để ý những cái chi tiết rất nhỏ thôi, nhưng mà nó rất là đắt giá. Tuần này anh có nhiều cái màu sắc rõ rệt, cho nên là duy trì từ đây lên tiếp và sẽ là người đi đường dài. Chúc mừng. Đó là hai vị giám khảo, có vẻ là nhiều lời khen rồi. Hãy cùng đến với vị giám khảo thứ ba. Xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Ở Bảo Toàn thì anh nhận thấy là cái nét tính cách của em nó có một cái gì đó cũng trầm và nó cũng chững chạc. Chững chạc, trầm và có sự từng trải trong tâm hồn giống anh không ạ? Thôi bỏ anh sang không một bên đi. Không biết giống anh hay không, nhưng mà chắc chắn sẽ không giống MC. MC hợp bợp dợp nha. MC hợp bợp dợp nha. Cái đó là cái chữ ký của anh Nam. Mà chương trình này là gì? Ca sĩ thần tượng thì mình có giám khảo thần tượng. Nhiều người ta hâm mộ nên em nhấn vô cho đó. Ok thôi bỏ qua sự chọc ghẹo giám khảo của MC đi. Anh sẽ tiếp tục nhận xét. Ở em thì anh đang nói về cái nét tính cách đó đó. Nó khá là thuận lợi cho em. Khi mà em hóa thân thành thần tượng của mình, những cái bước đi của em rồi những cái nét lững thững hôm nay rất giống của anh Tuấn Ngọc. Điều đó cũng thể hiện là em cũng đã có cái sự theo dõi sau những tập trước góp ý, rồi em cũng có theo dõi và mình học theo để mình làm cho cái phần trình diễn của mình thêm phần đặc sắc. Thì cái điều đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Xin cảm ơn những lời nhận xét của anh Hoàng Nhật Nam. Giám khảo khen là vậy, tuy nhiên khen chưa có nghĩa là chúng ta sẽ qua bên kia ngồi. Bây giờ sẽ là lúc mà giám khảo sẽ đưa ra cái quyết định của mình. Xin mời ba vị giám khảo. Đầu tiên xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh. Phương Thanh sẽ bấm nút chọn. Chọn, một chọn. Xin mời đạo diễn Hiền Từ có nụ cười hiền lành. Anh chọn. Hai chọn. Ai cha. Bây giờ chỉ còn có nghệ sĩ Trấn Thành. Nếu mà anh chọn cái là mình qua kia mở hàng ghế bên kia liền. Anh chưa hoàn hảo đâu. Vì vậy cho nên tôi chọn để anh hoàn thiện hơn. Trời ơi. Ba chọn. Chúc mừng anh. Trời ơi, bởi vậy ông bà ta nói có câu là áo đỏ là may mắn. Rồi mời anh qua ghế trắng kia ngồi. Thưa quý vị, đang trường. Trời ơi, một cái màn lộn xác ngoạn mục. Yêu em từ lâu mà chỉ Phương Thanh luôn. Trời bây giờ mới biết là Đan Trường yêu Phương Thanh nha. Chết rồi rồi. Chết rồi, không phải là Đan Trường nha quý vị. Thôi bây giờ trước khi nhận xét cho hỏi chút xíu là anh Bo ảnh có tình cảm gì với đâu, chị Chanh hôm hồi xưa. Nay mới biết Đan Trường có tình yêu với Phương Thanh, bữa giờ không, có thể hồi xưa gì? Có không? Hay là chỉ có với Cẩm Ly thôi? Chết rồi, Chanh ơi, giờ thời tới cả không nổi đâu. Thời tới rồi, cả không nổi rồi. Mà anh Nam ơi, cái bài này là tình đơn phương. Có nghĩa là Đan Trường yêu đơn phương Phương Thanh từ rất là lâu rồi. Ê, không có Phương Phương Thanh giờ là bà chụp liền đó. Bà vô chụp liền. Bây giờ Thanh nói gì đi, thì Đan Trường chỉ nè, yêu em mà thôi. Thanh nói ngay gì? Tại đây là nói gì là lên yêu liền luôn nè trời. Trời ơi. Cho mượn con gấu coi. Đây. Đan Trường này hơi bự con. Cảm ơn Đan Trường rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Trời ơi, thấy không?
cảm ơn Đan Kiều rất nhiều, cảm ơn chị thôi, trả đi về luôn. Trời ơi, thiệt quá. Thời cơ dai đi không chịu. Em phải giả là Đan Trường cảm ơn Phương Thanh. Cảm ơn Chanh. Làm lại xuống, ôm lại chị Thanh. Không, xuống. giận rồi. Dạ. Xuống. Trời ơi, Trường ơi. Đan Trường xin cảm ơn Phương Thanh nha. Dạ. Yeah. Cảm ơn Trường. Đáng yêu dễ sợ. Giống giả mang. Cái giọng lúc nói giống chuyện cũng giống luôn. Mà cái ngoại hình cũng giống nữa. Giống Đan Trường. Có nhiều cái cũ vuốt lên cao. Y chang. Y chang luôn. Y chang Đan Trường. Em có một cái năng lượng giống Đan Trường lắm luôn á. Cái năng lượng của em á, là cái loại năng lượng, cái thứ nhất là dễ rụt rè, chân thật, cái nụ cười hiền, thiệt là hiền. Rồi cái thứ hai là trời cho em cái voice, cái chất giọng nó quá giống. Những lần trước em hát không được chuẩn như thế là vì anh nói em không có một cái tí nào tự tin về bản thân em là cái người hay ho cả. Em thấy anh dập em tan nát. Em về anh không biết em có buồn hay không. Nhưng hôm nay em cho anh thấy được có một cái hiệu quả cực kỳ cao là ngày hôm nay em bắt đầu tập trung một tí và em đẹp trai, em hát hay, em thu hút và em như là một ngôi sao đang đứng ở trên đó, mọi người thương em thiệt. Đó là cái công xứng đáng cho cái sự tập trung của em. Dạ, em cảm ơn Trấn Thành. Bây giờ xin mời anh đạo diễn có nụ cười hiền từ. Sao ta? Ta chọn đại rồi. Không, vì là cái phần mà tặng gấu bông vừa rồi á, là một cái cảnh mà chúng ta... Mưu kế. Đó là mưu kế anh ạ. Không, mưu kế đó là anh bày ra đó. Ủa vậy hả? Trời ơi, dễ sợ thiệt. Dễ sợ. Thì thật ra đó là cái cảnh này thì nó rất là quen thuộc. Mình có hay thấy là những cái show ca nhạc là nửa chừng là cứ thấy gấu bông rồi hoa, những cái bó rất lớn lên tặng ca sĩ mà mình yêu mến. Có những cái người fan chân chính mà giống như những bạn fan lúc nãy đã tái hiện lại cái không khí của những năm mà làn sóng xanh. Anh ơi, nhưng mà em nghĩ là nó phải tái hiện, nó phải xuất phát từ ngày xưa. Anh cũng phải nằm trong cái hội mà đi tặng hoa, tặng gấu bông này nọ thì anh mới có nhiều ý tưởng đặc biệt. Làm thơ tặng đi, làm thơ tặng đi. Tặng Nguyên Khang đi. Nguyên Khang có vẻ tăng cân hơn. Nhìn lại mới thấy tâm thần anh ơi. Nguyên Khang tính hay khơi khơi. Show sau nhất quyết phải mời Nguyên Khang. Vô. Khổ ghê. Tôi làm cái chương trình này riết mà tôi cảm thấy tôi là người ngoài trái đất luôn quý vị. Dạ. Thôi bây giờ mình chọn bé đi, con này nó ghê quá, quay mặt nó vô trong. Chúng ta sẽ cùng đến với sự bình chọn của ba vị nghệ sĩ. Quyết định của quý vị, xin mời quyết định của chị Phương Thanh. Trời, người ta nói yêu chẳng lẽ không chọn. Thì đó, gì tình yêu mà mời về bên phải đó. Chị Chanh, chọn. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Chọn. Yêu quyết thương luôn. Yêu thương bất chấp. Chọn. Xin mời anh Hoài Nhật Nam. Nói thay tâm hồn luôn rồi chọn. Anh không thể không chọn. Không thể không chọn có nghĩa là chọn. Xin chúc mừng Minh Hoàng, hóa thân thành nam ca sĩ Đan Trường. Bây giờ nói câu đi, nói câu theo kiểu Đan Trường đi. Gửi lời cảm ơn mọi người. Đan Trường xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Trời ơi, nói cũng giống đó trời. Nữ ca sĩ Phương Thanh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã cho Đan Trường về ghế chọn. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Rồi thôi, vô trong ngồi ôm gấu này đi. Yeah. Yêu này về đâu rồi? Ta đi tìm những năm tháng, những phút đam mê trong tình yêu. Hơi mắt này yêu kiều, hơi tóc mai trong chiều nắng. Có biết ta mong chờ mãi, dù từng ngày phôi phai. Trái tim tình si hồ,
vẫn nhớ thương người đi. Oh, oh, oh. Có trái tim tình si. Oh, oh, oh. Mãi vẫn vương nhiều khi. Oh, oh, oh. Có trái tim tình si. Oh, oh, oh. Hãy cố quên sau đi. Oh, oh, oh. Có trái tim tình si. Oh, oh, oh. Chờ nói câu biệt ly. Oh, 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 oh. Ta đi tìm một trái tim. Hỡi trái tim yêu này về đâu rồi? Ta đi tìm những năm tháng, những phút đam mê trong tình yêu. Hỡi mắt này yêu kiều, hơi tóc mai trong chiều nắng. Có biết ta mong chờ mãi, dù từng ngày phôi phai. Oh, oh. Có trái tim tình si, oh, oh, oh. Vẫn nhớ thương người đi. Oh, oh, oh. Có trái tim tình si, oh, oh, oh. Mãi vẫn vương nhiều khi. Oh, oh, oh. Có trái tim tình si. Oh, oh, oh. Hãy cố quên sầu đi. Oh, oh, oh. Có trái tim tình si. Oh, oh. Chờ nói câu biệt ly. Oh, oh, oh. Đi tìm một trái tim. Ôi! Hỡi trái tim yêu này về đâu rồi? Ta đi tìm những năm tháng, những phút đam mê trong tình yêu. Oh, oh! Hỡi mắt này yêu kiều, hỡi tóc mai trong chiều nắng. Có biết ta mong chờ mãi, dù từng ngày phôi phai. Oh, oh! Trái tim tình si, oh, oh. Vẫn nhớ thương người đi, oh, oh. Có trái tim tình si, oh, oh. Mãi vẫn vương nhiều khi, oh, oh. Có trái tim tình si, oh, oh. Hãy cố quên sau đi, oh, oh. Có trái tim tình si, oh, oh. Chờ nơi câu biệt ly, oh, 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 oh. Dẫu cho thời gian lướt trôi vội vã, dẫu cho người xưa cuối chân trời xa, dẫu cho đời kia cuốn ta về đâu, lòng ta vẫn mãi yêu người. Dẫu cho thời gian lướt trôi vội vã, dẫu cho người xưa cuối chân trời xa, dẫu cho đời kia cuốn ta về đâu, lòng ta vẫn mãi yêu người. Oh, 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 oh. Xin chúc mừng Phương Tâm. Ôi, cảm ơn Vũ Đàn Ô. Trời ơi, ông Hưng mà ông coi tiết mục này cho ông cười xỉu luôn. Ôi, Tâm ơi, hôm nay em lột xác hoàn toàn luôn á, Tâm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Hồi nãy tôi lo lắm đó, Phương Tâm à. Tôi lo thật sự. Sao chị Thanh? Trời ơi, con có cuốn nào, nhảy vào cuốn nào, nhảy quá. Cái này mà hồi nãy ngắt tiếng đi nha. Đừng có để cái nhạc á, mà cứ để cái hình thôi đó. Ai tưởng là bạn đang kiểu mà rủ như quýnh lộn á. Ngon vô, nhào 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 vô. Nó y vậy đó. Không có ai mà ca sĩ mà đứng hát mà cứ vậy nè. Nhưng mà Thành Thành cái kiểu là nhấp nhưng mà không đánh, giống như Thành nói hồi nãy á. Tức là kiểu mà mày sao, cái vô,
Muốn xỉu luôn với ông thiệt á. Ông giải trí quá ông ơi thiệt á. Mà tập mấy buổi mà được vậy Tâm? Em tập bao nhiêu ngày? Dạ cũng được 3 ngày. 3 ngày? Dạ. Trời ơi ông Đàm ông coi này chấm cười chết thiệt á. Cười xỉu luôn, cười đứt ruột. Nhưng luôn. Mà bạn ơi, bạn bữa nay bạn bị thiếu lực nhiều lắm. Chắc do nhảy quá nên hơi hám nó đi hết trơn. Không nhưng mà nói chứ nhưng cố mà tinh gắng, thần tốt chứ. Cố gắng, năng lượng tốt, tinh khôi, ngây thơ và tràn đầy năng lượng và muốn chứng minh bản thân, muốn được cống hiến, chỉ có điều là do là bạn kiểm soát nó hơi dở đó nên nó lòi ra nhiều cái khuyết điểm thôi. Nhưng mà thật ra Thành ơi mà khó kiểm soát lắm. Thành nhảy như là gì vậy? Mà mấy cái mà thí ông Đàm, ta đi tìm một trái tim, hơi trái tim yêu này về đâu rồi đó, là nó phải rất là phong cách, rất là đúng không? Ladies and gentlemen, say yeah. Ta đi tìm một trái tim, hỡi trái tim yêu này về đâu rồi? Ta đi tìm một nam thần, có chút đam mê trong tình yêu. Hỡi mắt này yêu kiều, mạnh lên mạnh lên. Hỡi tóc mai trong chiều nắng, có biết ta mong chờ mãi. Yeah. Dù từng ngày phôi phai. Hỡi trái tim thì xí, hãy cố quên sầu đi. Hỡi trái tim thì xí, hãy cố quên sầu đi. Và có trái tim thì xí, cố quên quên gần ly. Hãy cố quên thì xí, hãy cố quên sầu đi. Ta đi tìm một trái tim. Ông ơi, ba giám khảo vô thở oxy hết là do ông nội tóm nhạc. Chưa, đây, quý vị sẽ xem có phiên bản nào dễ sợ. Và lần này quý vị coi như các xe đường. Thử đây. Xin giới thiệu đến quý vị phiên bản lần 1 cảnh 2 đạo diễn Hoài Nhật Nam trái tim tình si. Sao biết hát được? Ta đi như con trái tim. Hỡi trái tim tình si, vẫn nhớ thương người đi. Hỡi trái tim tình si, nhớ cố quên nhau đi. Thưa quý vị, dễ sợ thiệt, cái bài có năng lượng khủng khiếp. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam, cảm ơn nghệ sĩ Kính Thành, ca sĩ Phương Thành. Mở nhạc bao nhiêu lần là ông này ổng sung bao nhiêu lần. Cái nhạc lên làm chưa gì là tôi thấy ông về rồi. Ông này không phải là ông Đàm Vĩnh Hưng, mà là ông Đàm Vĩnh Hứng. Đàm Vĩnh Hứng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo cho anh Đàm Vĩnh Hưng. Vâng, xin mời nữ ca sĩ Phương Thanh. Em làm được cái tinh thần đầy máu lửa của Đàm. Em có những cái khào khào rè rè rất giống. Em được cái giao lưu tốt, tạo không khí rất tốt, y chang như Đàm. Nhưng sắc nét thì chưa được, hoàn toàn chưa được, vẫn còn là em hơi nhiều. Những cái chỗ mà nhấn nhá giọng của em thì chị thấy hoàn thành chưa đúng lắm. Bay cỡ nào thì bay, nhưng vẫn phải giữ cho mình cái cốt lõi là phải giống cái ca sĩ đó. Cho nên cần rõ nét hơn một xíu nữa là em mới ra được phiên bản chính được. Cảm ơn em. Nói chung là chất giọng thì có, mọi thứ có, mà bạn thiếu cái nét. Giống như một cái bức ảnh nha, nhìn từ xa có vẻ được, kéo zoom ra mờ căm, nó không có sắc nét, nó không có rõ gì hết trơn. Kéo cái bức ảnh ra chi tiết bị nhòe hết trơn.
thì bạn phải cẩn thận hơn nhiều á nha. Vâng, xin mời đạo diễn, anh đã đủ oxy để tỉnh táo cho phần nhận xét này chưa? Thực sự là bài vừa rồi á là về vũ đạo quá nhiều, và sau đó còn có đánh đấm nữa, giống như là Cascader á. Đó, đưa võ thuật vào trong một cái bài vừa có tiết tấu nhảy, thì đó là một cái ý tưởng rất là táo bạo của Mr. Đàm. Nhưng mà như em là... hỏi anh, xin lỗi anh, anh nghĩ coi trái tim tình si mà đưa cái võ thuật này vô là có một cái ngụ ý gì anh? Anh thì anh nghĩ rằng là giống như trong tình yêu á, nó là một cái cuộc vận động và luôn đấu tranh không ngừng để mà mình đạt được tình yêu. Dạ. Chứ không phải là tình yêu gì mà nó dễ đến với mình quá, nó không có cái sự giằng xé hay là cái sự đấu tranh. Thì lúc mình đạt được thì mình cảm thấy thực sự là xứng đáng. Anh vẫn nghĩ là Văn Tâm nếu như mà không bị chi phối bởi nhảy quá nhiều và hầu như nhảy toàn bộ luôn, thì sẽ tập trung vào và sẽ hát giống nhiều hơn. Với lại là không phải là anh Hưng ảnh cứ đứng ảnh nhún như này đâu, mà em xem kỹ là ảnh sẽ bước theo giống như là nhịp nhạc á, ảnh bước qua và bước lại, tức là ảnh cũng điều phối. Có những cái đoạn ảnh sẽ chậm lại để giống như ảnh hồi sức á, sau đó thì ảnh mới tiếp tục bung xỏa cho những cái đoạn nhảy tiếp theo. Chứ còn em thì em đang bị cứ phải nhảy theo cái nhịp này thì mình sẽ bị rất là mệt. Đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức của em. Em lưu ý cái điều này nha. Cảm ơn em. Chúng ta sẽ cùng đến với sự lựa chọn của ba vị nghệ sĩ. Đầu tiên xin mời chị Phương Thanh. Mời anh Đàm về bên kia chờ với cô Phương Thanh. Một chờ. Xin mời nghệ sĩ Tấn Thành. Như trên. Như trên. Copy and pass. Hai chờ. Đạo diễn Hoàng Việt Nam. Chờ. Chờ. Rồi xin mời bạn qua bên đây. Xin hãy yêu nhau thật nhiều, như ai từng chết vì
xin cảm ơn tất cả vì... Trời ơi, không ngờ chị Thanh chị hát hôm nay xuất thần. Mà thưa quý vị, cái dáng đi cũng đúng, mà hôm nay chị Thanh chị hay lắm. Chị đi trên cái đôi giày, trời ơi, nó cao dễ sợ, quay ngược lại cho mọi người coi. Đó, thưa quý vị, đôi giày cao đến vậy. Có bao giờ chị mang cao đến mức vậy không chị Thanh? Chính vì mang cái giày cao đó nên là nhiều lúc đi nó bị trong trên á. À, cho nên trong trên, cho nên tướng đi nửa nam nửa nữ là vậy đó. Hồi nãy em ngồi dưới con bé em nói trời tướng chị Thanh đi giống như chị sắp bính ai vậy đó. Mình nói là nửa nam nửa nữ thì mà tội nghiệp Phương Thanh, gọi là tướng đi con gái không hết. Con gái mà con gái không hết. Không hết. À, thiếu chút xíu đó. Thiếu chút xíu. Cái trang phục này em lấy trong chương trình nào ra? Dạ live show của chị 2001. Không, nhưng trên mà cái cậu hả? Nhưng mà không được trọn vẹn vì cái trang phục đó rất là khó. Nó là những cái đính kết, những cái hạt mà lấp lánh màu vàng như này nhưng mà dài xuống luôn. Dài xuống và dưới quần này là cũng đính luôn. Đó là trong cái show đó là có mây trắng bè. Hồi nãy tôi thấy Trấn Thành ngồi mà vỗ đùi chen chét, bay qua chị Phương Thanh đập cái bát. Sao chắc Trấn là giống quá Thành đúng không? Nó mắc cười quá mà nó... Phương Thanh hồi xưa thấy ghê quá. Nó chanh quá, thấy nó đã quá bộ. Chỉ có cái gì này nè, nói thì nói chứ có những cái rất đã nhưng có những cái chưa nét lắm. Cần những cái nét hơn nữa cho nó chất lượng hơn nữa. Bạn thiếu cái độ nghệ sĩ tính. Cái nghệ sĩ tính là cái gì? Là cái sự bất quy tắc. Bởi vì bạn hát hiện nay mọi thứ nó vẫn đang là mình biết tới đâu, tới đâu, tới đâu, tới đâu, tới đâu. Nó không có nghệ sĩ tính, bạn hiểu không? Mình phải phóng khoáng hơn nữa. Bước ra ơi đã thương khóc vì là bà không hát là ơi đã thương khóc vì bà không hát vậy là bà ơi đã thương khóc vì đúng không nó phải lên như vậy. Em đang khóa cái năng lượng em ở một chỗ, mặc dù nó có nội lực thiệt nhưng cái năng lượng nó ở một chỗ, và cái anh cần em là em phóng thích nó ra để cho nó lan rộng ra, khoáng ra một và nghệ sĩ tính hơn một tí nữa mới ra Phương Thanh. Cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Cảm ơn. Hôm nay thì chị thấy lại hình ảnh của mình trong cái live show 2001. Chị thấy thế nào? Chị có cảm thấy được cái sức mạnh mẽ tỏa ra từ cô này không? Đầu tiên em có những cái này giống chị nè. Mái tóc cứ để ngang, đánh mắt đen là y chang chị. Thứ hai nữa là cái độ khào, độ rè khi lên cao nhiều lúc chị lên cũng bất thần lắm. Có bữa được bữa không. Không, thật sự khi mà hát là bay dữ lắm. Cho nên Phương Thanh cũng liều lắm. Hát hay thử nghiệm tại chỗ lắm. Có những nốt phá tại chỗ mà không biết mình có lên được hay không. Cái đó là bất nguyên tắc của Phương Thanh. Thứ ba nữa, em giống chị nhất cái điều là khi hát lên gân cổ quá trời luôn. Cái đó là gồng lên hát. Còn ngày xưa Phương Thanh hát á, nó không thoát như bây giờ. Thật sự là em giống chị ngày xưa rất nhiều. Bây giờ thí dụ như Phương Thanh mà hát lại á, nó thoát hơn nhiều. Khi con tim ai chưa trao ai thương yêu đâu, xin đừng đem nỗi xót xa. Nó có lực chị tống, nó có chữ dấu sắc là mạnh lắm. Xót xa gieo sầu trên yêu thương. Mỗi một lúc mình hát nó sẽ khác đi. Và em giống chị ngày xưa, khi mà cái giọng nó chưa có kỹ thuật nhiều. Cho nên là sắp tới mà em hát á, em phải lựa những cái chị sắp tới đây nè, thời điểm gần đây nè, hát cho nó giống thời điểm hiện tại thì em sẽ ok hơn. Cảm ơn chị Thanh. Anh Nam, anh chia sẻ đôi điều. Anh thích Cẩm Tiên á, ngoài cái giọng hát ra thì còn đúng là cái dáng đứng nè, và sau đó bước lên, những cái động tác đi, hình như là em cũng khá là... Mai mốt em đứng vậy, chị hay đứng hai hàng lắm, khi bị lên cao chị hay đứng vậy lắm. Cho nên khi mà đứng trên sân khấu á, nếu mà nhìn về mỹ thuật á thì nó không có nữ tánh. Nhưng mà khi mà hát bằng lực mà từ hơi bụng lên á, phải đứng tấn vậy nè. Thì đã cái lực cái ra nó mới đã cái nư, cái hơi bụng dồn lên hết nha. Đứng hai hàng ra thì nó sẽ đỡ cho em hơn. Và ngoài ra đó thì anh có thấy là em có nhiều những cái động tác cử chỉ điệu bộ, cái cách cầm mi, kéo mi ra rồi đưa cả hai tay lên á. Với lại có một cái tuyệt chiêu của cô Chanh đó là cầm kéo ra xa. Nhưng mà hôm nay là em cũng xa, nhưng mà xa thêm chút nữa là nó sẽ bị mất tiếng luôn. Cho nên em phải tập thêm cái nội lực về thanh nhạc của mình á. Và ngoài ra tất cả những cái đó mà cái nguồn năng lượng mà mọi người có thể cảm nhận được xung quanh á, mà em đem đến là không thể phủ nhận ha. Một cái năng lượng rất là dữ dội. Và khi mà có ca sĩ thần tượng của mình ngồi ở đây á, thì em sẽ đối mặt trước hai cái vấn đề. Một đó là cái sự thuận lợi của mình trước rồi đó. Có nghĩa là có người thị phạm cho mình, hướng dẫn cho mình và chỉnh cho mình luôn. Có một chị Chanh ở đây là tuyệt vời nhất cho em. Nhưng mà chính điều đó chị cũng sẽ là người soi nhất.
Cho nên là nó vừa có áp lực nhưng mà cũng có một cái động lực để mà em có thể tiến bộ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với sự lựa chọn của ba vị giám khảo. Đầu tiên xin mời ý kiến của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh chọn. Mốc tròn. Xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Nói thì nói chứ cũng nên chọn. Hai chọn. Rồi bản gốc. Cô Xanh cho em chờ. Cô Chanh cho chờ. Vì dạ. Sao em biết không? Cuộc đời của chị bị rớt nhiều lắm. Chính cái rớt đó tạo ra bản lĩnh. Cho nên em lỡ giống chị em giống luôn cái rớt. Giống luôn cái rớt. Không phải. Duyên. Được không? Được không? Được. Em chờ đi, chờ đi. Chờ nó có cái sao hay đâu, cho cứ em chờ, lắm cứ đợi ha. Qua kia ngồi đợi. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Kính chúc cả nhà yêu mọi điều tốt đẹp nhất. Nhạc tình tại sao thương ca nhạc gì? Trả lời gì đây trong tim đầy với nỗi niềm? Từ thuở còn thơ nghe tiếng mẹ âu ơ, không thể nào quên cha tôi ngày nào gian khổ để nghe vài câu vòng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây lòng mẹ bao la kia câu hát tình cha. Này anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chỉ phu đang quét đường, này đôi quyến nữ bạn bè bốn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sẽ xin không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam, xin đây xin nghĩa xin tình như bóng rơi yêu lòng mình ơi. Cha tôi ngày nào gian khổ đêm nghe vài câu vòng cổ. Đời nghèo mà vui tìm trong lời ca tiếng nhạc, đây lòng mẹ bao la kia câu hát tình cha. Này anh công nhân chỉ bán hàng rong, này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi quyến nữ bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sẽ xin không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam, xin đây xin nghĩa xin tình như bóng với hình yêu lòng mình ơi, xin không tô điểm lúa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam, xin nghĩa xem tình như bóng với hình.
hiểu lầm đại gia đình mình À, thưa quý vị, Hàng Phúc đã có sự thay đổi khi mà đêm này hôm nay đã chuyển từ phần thể hiện ca sĩ thần tượng, ca sĩ Dương Ngọc Thái thành phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Sơn. Và xin mời phần nhận xét của ba vị giám khảo. Cái lượng mồ hôi em đổ ra càng nhiều thì cái độ nét của em sẽ càng mờ trong cái giọng hát. Bởi vì sao? Bởi vì đó là dấu hiệu của lo âu, dấu hiệu của không tự tin và đang loay hoay không biết mình phải làm gì kế tiếp. Nó khổ nổi, bước ra tự nhiên lúc đầu nghe được hai ba câu ngon lành, đang ngon, không biết một cái áp lực vô hình nào đến với em, tự nhiên lỏng dần, lỏng dần, lỏng dần. Thực ra em là cái người có cái chất giọng rất là giống với Ngọc Sơn, nhưng mà em không có thần thái, em không có độ nhân nhá, em không có nội lực bên trong. Còn khi mà bạn tưởng tượng anh ba em bước ra câu nhạc sĩ là cái âm thanh của anh là rung dữ lắm, nó rung dữ lắm, nó có độ vậy nè. Đó, nó là vậy đó. Mà anh ca là tay anh nữa. Xên đê, xên nghĩa, xên tê. Là từ xên là giống như anh lua một cái gì đó như đại gia đình của anh. Có nghĩa là khi người ta hát câu đó là trong lòng người ta có cái điều đó thiệt. Nói chung là năng lượng em hôm nay bị nhiễu. Và cái em cần tìm đó là một cái nguồn năng lượng đủ đầy để em phải tự tin nhất, em bước ra sân khấu, em phải nhớ em là Ngọc Sơn thì em mới thành công được. Xin mời chân thành. Xin mời hai vị còn lại. Nhưng mà anh thấy rằng là em hát cái bài này á, là theo một kiểu sạch sẽ, có nghĩa rằng em là có người có chất giọng á, Hoàng Phúc, chỉ có điều là cái năng lượng trong đó mà em chuyển tải á, của cái người ca sĩ thần tượng đến với khán giả thì không có. Anh Sơn anh hát á, là không phải chỉ là những bài vui nó mới tạo cho mọi người cái sự hào hứng và cảm thấy là muốn cuốn theo đâu, mà hát những bài buồn ảnh vẫn có cái thái độ rất là sắc nét. Anh có một cái chia sẻ là tôi muốn là khán giả cũng như mọi người gọi tôi là xến hay là bình dân, bởi vì bản thân tôi thì rất muốn hát cho những người bình dân nghe. Đó cũng là một cái điều mà mình sẽ nghiên cứu hơn khi mà mình muốn hóa thân vào một cái thần tượng của mình để mình sâu sắc hơn. Đúng rồi, anh Nam anh nói cái đó là một cái yếu tố cốt lõi luôn, là cách em đang thể hiện là sự đạo mạo của một người hát nhạc phòng trà. Trong khi anh ba là cái người mà sống nghệ sĩ lắm em, thích làm thích thôi, đánh chết anh cũng làm. Và quan trọng anh ba là một cái người nhìn ổng giỡn giỡn trên sân khấu, ông làm trò này nọ, nhưng thực ra ổng là cái người tình cảm khủng khiếp. Nếu ai đi lưu diễn với anh ba Ngọc Sơn sẽ biết là ảnh là cái người rất thương anh em, cư xử rất đẹp và người sống cực kỳ chan hòa với mọi người. Thật sự, đó là một người tôi rất là kính nể. Thì em phải hiểu được con người của người ta thì em mới là người ta được. Vâng, xin cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành và anh Hoàng Nhật Nam, chị Phương Thanh. Em mình thể hiện cái thần tượng mình anh Ngọc Sơn, em phải nắm rõ được hai tính cách khác biệt chỏi nhau của anh Ngọc Sơn. Đó là khi hát những nốt cao, anh thể hiện ta đây nội lực, thái độ cho tới cái năng lượng nó mạnh mẽ và mọi người phải ngước nhìn. Nhưng tới lúc mà tình cảm thì bắt đầu anh tha thiết. Hai cái trạng thái đó hay quá, hoàn toàn là cách biệt nhau, cho nên em phải nắm vững được hai đầu thái cực. Đó thì mới ra được anh Ngọc Sơn. Còn hôm nay chị nghe em hát, chị thấy có anh Ngọc Sơn trong đó, nhưng mà nó bị đều, nó đang bị đều. Nó chưa có điểm nhấn nhá sự khác biệt và đặc biệt của anh Ngọc Sơn. Cực kỳ nồng nàn, cực kỳ siêu sao, cực kỳ thể hiện nhưng rất tình cảm. Bốn trạng thái đó phải nắm bắt được của anh Ngọc Sơn. Dạ, em cảm ơn ba vị giám khảo rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn người khán giả. Ba vị giám khảo, bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta đưa ra quyết định của mình dành cho phần thể hiện của Hoàng Phúc. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Anh nghĩ là Hoàng Phúc sẽ chờ. Một chờ. Xin mời ca sĩ Phương Thanh. Mời anh ba về với em gái Phương Thanh. Chờ. Hai chờ. Và xin mời nghệ sĩ Trấn Thành. Bạn là người có tiềm năng ha, nhưng mà bạn phải thay đổi để bạn hoàn thiện hơn, nên bạn cứ chờ. Ba chờ. Xin mời Hoàng Phúc. Thank you.
cho tôi bước lại con đường làng. Ngày đầu cặp sách đến trường, bên tai tiếng cười tiếng nói lạ, dịu dàng mùi thơm giấy mới. Cho tôi hát lại câu hát đầu như thuở mẹ ru rớt yêu. Tay tôi xếp hoài con diều nhỏ để ước mơ vào mây cao. Cho tôi giữ lại khung trời mộng, một chiều thả bướm trên đồng, nâng niu hát đùa với dế nhỏ, trại mình nằm trên cỏ ấm. Cho tôi đứng chờ em cuối đường, lá đồ lòng nghe vấn vương. Thơ tôi viết hoài cho tình mộng, để hát cho người yêu nhau. Cho tôi lại từ đầu, cho tôi lại từ đầu, để được khóc, được thương, được nhớ. Cho tôi lòng thật thà, trên môi đời nghiệt ngã, để hướng xưa nhỏ xuống tình già. Cho tôi nói lại tiếng tình đầu, một chiều em đứng trên cầu, nghiêng che nón cười như dấu mộng, thẹn thùng nụ hoa mới hé. Cho tôi giữ lại hương tóc mềm, gió chiều thả hương ống vai. Đêm mơ thấy tình đi nhẹ nhẹ, mà nhớ em ngày xa xa. Từ đầu cho tôi lại từ đầu, để được khóc, được thương, được nhớ. Cho tôi lòng thật thà, trên môi đời nghiệt ngã, để hướng xưa nhỏ xuống tình già. Cho tôi nói lại tiếng tình đầu, một chiều em đứng bên cầu, nghiêng che nón cười như dấu mộng, thẹn thùng nụ hoa mới hé. Cho tôi giữ lại hương tóc mềm, gió chiều thả hương ống vai. Đêm mơ thấy tình đi nhẹ nhẹ, mà nhớ em ngày xa xa. Đêm mơ thấy tình đi nhẹ nhẹ, mà nhớ em ngày xa xa. Mưa rơi xuống trong lòng nơi đâu, ngày em ra đi, vì bước ra trên đường kia. Thì anh nào đâu hay biết em lừa dối anh. Ngày em ra đi, chẳng nói một lời. Và ngày đó anh nhớ trên con đường kia, buồn mưa giam nó bước đi
chẳng ta từ. Để giọt mưa như thủy tinh và giọt nước mắt rơi trong mỗi đêm cánh thầu. Dù vẫn biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn. Làm sao để cho em nói đau thì thù này. Dù anh biết quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ đau thương. Trong tim em còn anh không. Dù vẫn biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn. Làm sao để cho hết nỗi đau thì thù này. Người đã nói tôi chỉ là một bóng hình không thể mãi bên đời. Nghe hạt mưa rơi xuống trong lòng nhói đau. Ngày em ra đi, mưa buốt giá trên đường khuya. Vì anh nào đau hay biết em lừa dối anh. Ngày em ra đi, chẳng nói một lời. Và ngày đó anh nhớ chính con đường kia. Buồn mưa giá em đã bước đi chẳng ta từ. Để giọt mưa như thủy tinh và giọt nước mắt rơi trong mỗi đêm cánh thầu. Dù vẫn biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn. Làm sao để cho hết nỗi đau thì thù này. Dù anh biết quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ đau thương. Trong tim em còn anh không. Dù vẫn biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn. Làm sao để cho hết nỗi đau thì thù này. Người đã nói tôi chỉ là một bóng hình không thể mãi bên đời. Trên một đời qua đang cay, lúc này vẫn nguyên ôm sầu nhớ. Bao năm con tim càng khổ kia vết thương vẫn còn sâu. Dù vẫn biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn. Làm sao để cho hết nỗi đau thì thù này. Dù anh biết quá khứ sẽ mãi chỉ là quá khứ đau thương. Trong tim em còn anh không. Dù vẫn biết có mấy cố gắng nhưng lòng sẽ mãi cô đơn. Làm sao để cho hết nỗi đau thì thù này. Người đã nói tôi chỉ là một bóng hình không thể mãi bên đời. Dù hôm nay anh không có em, anh vẫn nhớ. Dễ sợ thiệt. Thưa quý vị, anh Phúc đây, anh Hoàng Phúc, anh mà coi cái chương trình này anh không nghĩ là thích cái đoạn mà come on, quá dữ. Như một ca sĩ chuyên nghiệp. Yeah. Trời, giọng hết hồn luôn. Nghỉ lái xe, đi hát liền, không lái nữa. Nói thiệt á, thực sự ra là tôi rất là bất ngờ vì anh. Anh là một người tài xế, hả? Anh tiếp xúc với lại những cái sự khô khan của đường bộ, của giao thông hàng ngày. Mà tôi nói thiệt, anh còn nghệ sĩ tính hơn rất nhiều nghệ sĩ. Từ nãy giờ anh thấy không, bao nhiêu người ai giống cỡ nào tôi chỉ có ồ nhìn nhau. Tôi chỉ tranh, tôi thế này nọ, chứ có ai mà tôi đập bàn, đập đứng ghế lên, tôi đứng vậy. Dậm sàn rồi. Anh thấy không, anh nhạc vô huy, bằng bằng bằng, châu. Trời ơi, là tôi phải phóng theo anh. Làm sao có chuyện đó. Đúng. Ngày hôm nay tôi nói thiệt, anh thi hoàn hảo, chanh giờ nhìn ghét luôn, hết muốn nói. Giận luôn, không đúng nói không? Nữa. Nhìn giống quá, ghét, giận, không muốn nói. Không phải công nhận cái tinh thần của bạn này xuất sắc á. Giao lưu cũng tưởng là Ưng Hoàng Phúc luôn á. Quá tự nhiên, cái sự tự nhiên đó làm nên tiết mục này rất là dễ chịu. Cái nốt cuối lên son thăng đó chanh, là cao lên lắm. Lên son thăng xong á, kéo lâu thiệt lâu xong bắt đầu đổi chị qua giọng gió lên tiếp. Cái đó cũng là một cái là coi như là rất là kỹ. Cái tập không này bể, rất là kỹ. Cái đó không bể không nha. Bể. Em không biết đó là son thăng hay gì, nhưng mà em chỉ ráng tập cho nó tròn dai em thôi. Em cũng không biết đó là sao. Ừ thì thôi khỏi cần biết. Anh chất phát, anh thật thà mà anh đáng yêu quá trời. Đáng yêu đến như vậy. Hay quá, mê quá, giờ mê quá, yêu thương dễ bất chấp. Thương.
khỏi suy nghĩ ngang lát vô vòng trong. Ừ vậy đi. Ừ mình cũng khỏi suy nghĩ luôn đi. Ờ khỏi suy nghĩ. Ừ đó, cái gì nó tự nhiên thì mình cũng tự nhiên cho điểm đi. Thiệt á. Suy nghĩ không anh Nam? Nói chung mọi người đã khen rất là nhiều rồi, anh chỉ còn lưu ý một cái điểm cuối nữa thôi. Là em nhớ cái đoạn mà mình tập á, là em quỳ xuống dưới và hát cái câu cuối đúng không? Tuy nhiên á, là nếu như để cho cái hiệu quả hơn á, là em phải để cho dứt nhạc luôn. Em hãy mới đứng lên. Mình vẫn còn nhạc mà đứng lên chào khán giả rồi. Người ta vẫn muốn người nghệ sĩ đang feel với cái vẫn quỳ như vậy. Đơn giản vậy nè, lần sau nhạc dứt hẳn xả dai, hiểu không? Mình là Phúc mà. Nhạc kéo tới đâu mình kéo tới đó, nằm kéo ngồi quỳ xuống nhăn mặt. Nhạc hết dứt khoát không đứng dậy quỳ luôn. Nằm xuống luôn ngủ. Nằm xuống luôn ngủ. Khi nào người ta bưng vô ăn vô. Cảm ơn Phúc rất nhiều. Dạ, xin cảm ơn Phúc, chúc mừng bạn. Gió từ dưới vắng quê lương còn vốn chỉ cứ tội tình. Gió từ dưới vắng mây trôi đã xa rời xa quê nhà. Gió từ ôi giọng khang khang giống như vậy. Quên đi cây đắng, quên đi giọt nước mắt rơi. Gió từ, gió từ gì vắng xưa qua trong mơ. Nhắc nhở mà thi vậy mới là thi chứ. Quý vị, đây lộ diện một trong những ứng cử viên nặng ký của mùa giải năm nay, Cẩm Tiên. Thi như em mới nên thi. Hay. Xin cảm ơn. Thi là phải như vậy. Rút ruột rút gan ra thi. Cái bài này em hát, em làm đúng được tinh thần của bài, đúng được tinh thần của Phương Thanh hát bài này. Tiên giống chị Chanh được cái chỗ là vậy nè. Khi hát không có bên ngoài, nhiều khi Phương Thanh hát rút vai, khom khom người. Và cũng không để ý là mình đứng trên sân khấu xấu hay đẹp, không quan tâm. Nhưng mà tất cả những cái gì trong lòng ngực của mình, trong gan ruột của mình đem ra tả hết và tả bằng cái bên trong, cho nên không để ý bên ngoài. Cái điều đó em giống chị. Và hồi nãy lúc mà em hát á, những cái chỗ mà dơ từ dĩ vâng, dơ từ thì nó là đầu, cái tăng nó phải mạnh, cho nên em tống cái giọng chỗ đó phải chắc nhịp một xíu. Em hơi bị nhẹ, tại vì những cái đó là một cái coi như là mình lấy hết nội lực để mình đẩy cái câu đầu tăng đó, là cái cảm xúc của mình giống như là nó không thể khóc nhưng mà nó thành một cái tiếng khóc nghẹn bên trong, nhưng cái lực ra nó mạnh hơn. Chỗ đó em phải đẩy mạnh hơn xíu nữa. Cảm ơn chị Thanh. Và bây giờ xin mời anh Hoàng Nhật Nam. Hôm nay em thực sự là một cái phiên bản của chị Phương Thanh, rất là sống động. Cái bài hát Giả Từ Dĩ Vãng nó đã có tuổi đời là 20 năm chị ha? 20 năm hơn. 23 năm. Dạ. Đó, và trong một cái bộ phim cùng tên rất là nổi tiếng luôn. Cái bài hát này thì em cũng có tìm hiểu, thì cái người mà nhạc sĩ muốn chọn một cái người ca sĩ để hát thể hiện cho cái nhạc phim á, phải là một người có cái giọng hát mà nó phải thảm thiết, khổ. Nó phải khổ khổ đó, và phải thể hiện ra cái hoàn cảnh một cái người tha hương như vậy đó. Thì chị Phương Thanh cũng là một người có một cái tình cảnh giống như vậy. Dạ. Gần như giống như vậy. Chị quê Thanh Hóa phải không? Thanh chị Hóa cũng đi chiếc tàu tàu hồi xưa gọi là tàu chợ. Lúc đó Phương Thanh có 4 tuổi. Dạ. 4 tuổi. Cũng gia đình chia làm đôi, mẹ đi trước với anh chị đi trước, rồi Phương Thanh cũng đi sau với bố một người, đi với bố, và hai bố con cũng chia làm đôi y chang như trong cái bộ phim. Cái cảm xúc của cô bé mà chia xa vậy á, thì lúc đó trong cái tâm trí chị có còn một cái dấu ấn nào không? Chị biết là lúc đó mình quá bé và mình được đi cái tàu và một cuộc hành hương và không biết là ngày mai mình tới đâu. Ngày xưa đi tàu chợ là nhảy tàu chứ không có tiền mua vé. Bố cho lên cái cánh cửa tàu trước, và tàu chợ chạy chậm lắm, bố đưa lên
và bố sẽ tìm đường lên sau. Chỉ cần 4-5 giờ sáng mà bố không lên chuyến tàu đó thì không biết bây giờ Phương Thanh có là Phương Thanh hay không. Trời ơi, dễ thương quá. Cảm ơn chị Thanh. Thì nhân đây có cơ hội cho em mời chị Thanh lên hát chung với lại bản F1 của mình đi. Dạ, cái bài này đẹp đẹp đẹp. Bây giờ sẽ là một phiên bản của quá khứ và phiên bản của hiện tại. Thanh, cảm ơn em. Anh nghĩ là đây là một cái cơ hội mà em sẽ nhớ mãi trong cuộc đời của mình, khi mà mình được song ca cùng với thần tượng của mình, đúng không ạ? Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn.